Hôm nay là sau rất nhiều ngày Racer Team rủ nhau offline mà không được, mà tôi đã bắt sống được một racer F1 racer. Anh nguyên là Michael Schumacher, mặc nguyên cây đỏ ngày xưa của đội Ferrari. Đây là con xe F1 của anh, rất đẹp. Anh đạp rất khí thế nhờ có bạn đồng hành. Xin hỏi anh là anh đạp xe được bao lâu rồi anh? Hai tháng rồi. Anh đạp xe anh có thấy thích thú không? Rất là happy à? Anh ăn ngủ chơi bời có khỏe lên không anh? Vâng, chào ạ. Đây, hiện nay anh đang offline ở đâu này anh? Nam Phú Bắc. Đây, quay lại cái xe của anh ấy, anh có thể giới thiệu có những đồ chơi được không anh? Ở đông thì có cái gì đây? Toàn đồ chơi không phải nhất thì không biết quá. Anh cứ giới thiệu đi, cái cục có cái màn hình LCD là cái gì? Cục GPS. Cục này kiểu Sport Tracker của iPhone. Anh đi trước đây, đây để toàn cảnh cái đuôi xe của anh ấy. Đấy, đẹp không? Quá đẹp. Anh chơi mà xe đen, áo đỏ, quần đen rất nổi. Tôn sù tôn. Rồi, tiếp tục đi anh. Hình như là đồng phục đó. Người quay phim cũng thế. Đấy, người quay phim. Giờ tắt rồi.